Kính thưa quý khán thính giả, trong những ngày vừa qua, báo chí của Việt Nam liên tục phác họa về chân dung của một vị nữ đại biểu Quốc hội được coi như là tinh anh của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh khi mà các đại biểu Quốc hội khác vẫn liên tục được gọi là nghị gật. Báo chí mô tả về những phiên chất vấn của nữ đại biểu có tên là Kershaw Herbercup. Vậy, Kershaw Herbercup là ai? Kính thưa quý khán thính giả, dư luận rất ấn tượng với những lời nói chia sẻ thẳng thắn của nữ đại biểu Kershaw Herbercup. Tôi xin được trích dẫn một câu: ngay cả bản thân tôi cũng rất lo lắng với việc phát triển tràn lan pin năng lượng mặt trời ở Gia Lai, bởi sau này pin đó hết hạn sử dụng thì để làm gì? Những tấm pin đó được xử lý thế nào, đưa lên mặt trăng hay để nướng bò một nắng đặc sản ở Gia Lai chúng tôi hay sao? Những câu hỏi, những kêu chất vấn của đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu mà chúng ta liên tục được thấy trên truyền thông vừa qua đã làm cho người dân Việt Nam phải chú ý. Nữ đại biểu Kershaw Herbercup sinh năm 1982, tên thường gọi là Kershaw Phước Hà, hiện mang quân hàm trung tá, trưởng công an thị xã Iajumpa, tỉnh Gia Lai. Vài ngày qua, các phát biểu và chất vấn tranh luận với ba vị bộ trưởng là Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về diện tích rừng, về việc xử lý pin năng lượng mặt trời và câu chuyện của thủy điện. Nữ đại biểu từ tỉnh Gia Lai, đoàn Gia Lai có tên là Kershaw Herbercup làm cho người dân Việt Nam rất ấn tượng, bởi vì đó là tên của một dân tộc đồng bào thiểu số, gây ấn tượng mạnh, làm cho nghị trường Quốc hội sôi động và báo chí nhốn nháo liên tục đưa những thông tin. Kershaw Herbercup sinh năm 1982, người hiện nay đang mang quân hàm trung tá, đã làm tới chức trưởng công an thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Bà là người dân tộc thiểu số Gia Lai, quê ở xã Yachok, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Trình độ học vấn là trên đại học, trình độ chính trị là cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật. Bà hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ năm 2016 tới năm 2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, là ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Cũng cần phải nói rằng, thân thế về nữ đại biểu này sẽ làm cho nhiều người phải bất ngờ. Trong một lần chia sẻ bên lề họp Quốc hội vào cuối năm 2018, nữ đại biểu Kershaw Herbercup cho biết rằng, sinh ra trong một gia đình đều làm trinh sát, chồng cũng là trinh sát hình sự, nên dịp Tết thường là dịp ăn không ngon, ngủ không yên vì thực hiện nhiệm vụ. Nói là Tết, nhưng dường như căn nhà nhỏ của bà luôn đóng cửa vì cả hai vợ chồng ngoài trực thì phải đi quanh địa phương của mình để nắm bắt tình hình. Trên một địa bàn mà có rất nhiều những vấn đề về tự do tôn giáo, những câu chuyện về vấn đề nhân quyền. Khoan vội bàn sâu hơn vào đời tư của nữ đại biểu Quốc hội này. Không chỉ ấn tượng với các tranh luận chất vấn trong kỳ họp Quốc hội thứ 10 khóa 14, mà từ kỳ họp lần đầu khóa 14, nữ đại biểu này đã có nhiều phát biểu đáng chú ý và nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Trong đó, khi thảo luận về dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi ngày 19 tháng 6 năm 2017, bà cũng đã từng phát biểu về thủy điện. Khi đó bà nói rằng, hàng loạt những công trình thủy điện lớn nhỏ trải dài theo những khe suối con sông, với việc xả lũ đúng quy trình cho con trâu, con bò được trèo lên ngọn cây, mái nhà để chiêm ngưỡng. Vậy nên tôi đề nghị chấm dứt không cho xây dựng các công trình thủy điện nữa. Đồng thời, nữ đại biểu cũng nêu về việc Tây Nguyên đang ngày càng bị sa mạc hóa. Bà cho rằng, không những rừng bị tàn phá nặng nề mà đến đất rừng cũng bị đào bới mang đi. Bà nói và nêu quan điểm trước Quốc hội rằng, đất rừng còn bị mang đi bán thì trồng rừng bằng niềm tin hay sao? Ta có nên gọi đối tượng này là địa tặc hay không? Tôi đề xuất cần phải xử lý việc lấy đất rừng cũng như việc xử lý phá cây rừng. Tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, nữ trung tá Kershaw Herbercup cũng thẳng thắn khi phát biểu câu nói về vấn đề giáo dục phải đào tạo con người có dũng khí, dám chịu trách nhiệm, và phát biểu này tạo đồng tình cao trong dư luận. Tại kỳ họp thứ 10, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo về tổng diện tích rừng tự nhiên là 10,3 triệu hecta, tăng lên là 1,3 triệu ha so với 30 năm trước, bà đã đứng lên bày tỏ quan điểm ngay lập tức rằng con số Bộ trưởng đưa ra là vô lý và có gì đó thực sự là sai sai. Tôi rất ấn tượng với câu nói là sai sai của bà Kershaw Herbercup. Bà nói rằng, ít nhất trong nhiệm kỳ này, mỗi kỳ họp chúng ta đều được nghe về các dự án, các công trình chuyển đổi mục đích trong sử dụng rừng, tức là chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Bà nói nguyên văn,
Làm gì có chuyện rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được, làm gì có con số 14 triệu hecta đất rừng ấy, với cây cao su, cây cà phê, cây tiêu cũng được tính vào tỷ lệ che phủ rừng hay sao? Nữ đại biểu đề nghị Bộ trưởng nghiên cứu lại các dự án phải điều chỉnh diện tích rừng tự nhiên. Tiếp đó, trong phần tranh luận về biên mặt trời, sau những phát biểu của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh tại Quốc hội, đại biểu Quốc hội Kesor Herbakhap cho rằng Bộ trưởng không thể đổ thừa cho địa phương, cũng không thể nói rằng có quy định của luật về việc xử lý hoặc là chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm xử lý pin năng lượng mặt trời. Theo đại biểu, cái nhân dân cần là người đứng đầu ngành công thương phải đưa ra được phương án gì đối với vấn đề liên quan pin năng lượng mặt trời. Bà nói, hiện nay cán bộ và nhân dân địa phương rất hoang mang với những vấn đề liên quan đến pin năng lượng mặt trời. Xin trích nguyên văn. Ngay cả bản thân tôi cũng rất lo lắng với việc phát triển tràn lan pin năng lượng mặt trời ở Gia Lai. Bởi sau này, pin đó hết hạn sử dụng thì để làm gì? Những tấm pin đó được xử lý thế nào? Đưa lên mặt trăng hay để nướng bò một nắng, đặc sản ở Gia Lai của chúng tôi hay sao? Cũng trong phiên chất vấn vào chiều ngày 6 tháng 11, nữ đại biểu đã nêu lại phần giải trình của Bộ trưởng Trần Hồng Hà trước Quốc hội cho rằng bão lũ sạt lở ở miền Trung những ngày qua do trời mưa, điện chất bị đứt gãy. Đại biểu băn khoăn nói rằng, nghĩa là thời gian tới Bộ trưởng tiếp tục ủng hộ xây dựng phát triển thủy điện nhỏ đúng không? Bà đề nghị Bộ trưởng giải thích ông trời mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì với thực trạng bảo vệ rừng hiện nay ở Việt Nam. Với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thấy mình có trách nhiệm như thế nào với thực trạng đó? Sau phần trả lời của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường với nội dung rừng rất quan trọng còn hơn cả trời, thì nữ đại biểu Kesor Herbakhap tiếp tục đứng lên tranh luận. Bà nói, câu hỏi của tôi, Bộ trưởng chưa trả lời. Tôi hỏi Bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục xây dựng thủy điện nhỏ nữa hay không? Câu hỏi có hoặc không chứ không có nhưng, nữ đại biểu nêu. Bà cũng nêu rõ về trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc đánh giá vấn đề môi trường đối với các dự án, công trình rõ ràng là có sai sót nên mới gây hậu quả như ngày hôm nay. Đại biểu này đặt vấn đề này, với tư cách là chuyên gia tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thấy trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam? Câu này Bộ trưởng cũng chưa trả lời. Trước phần tranh luận này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cười tươi, tay cầm mic với mong muốn được giải trình ý kiến này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi kỹ lại để đại biểu nắm rõ thông tin, dành thời gian cho các đại biểu chất vấn những vấn đề khác. Xem ra bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cứu ông Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, người được biệt danh là Bộ trưởng Tài môi một bản thua trông thấy. Và chúng ta cũng cần phải nói rằng, ngay trong hội trường Quốc hội đã có những tiếng cười tươi giòn giã liên quan tới phiên chất vấn của nữ đại biểu Kesor Herbakhap. Chúng tôi muốn đăng tải những thông tin liên quan tới những chất vấn của nữ đại biểu này như một cách thức để chúng ta cùng nhìn lại về vai trò của các vị đại biểu Quốc hội đối với những câu hỏi đơn sơ chân chất của một nữ đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai. Qua đó, chúng ta mới thấy được rằng các vị đại biểu, những bộ trưởng, những người đứng đầu của ngành nhiều khi chẳng hiểu mô tê ất giáp gì về ngành mà mình quản lý. Và cách thức giải thích đến nỗi một người dân bình thường cũng không thể chấp nhận. Vậy mà các nghị gật vẫn tiếp tục đồng ý để cho những người này tiếp tục đứng rêu rao trên diễn đàn, chiếm luôn thời gian phát sóng và né tránh đi những câu hỏi quan trọng nhưng thực chất trong vấn đề của cuộc sống. Người dân Việt Nam cần những con người dám lên tiếng, dám nói thẳng, dám nói thật và nói đúng trọng tâm, đi vào vấn đề chi tiết, đưa ra những giải pháp trước những thực trạng đau lòng của đất nước. Ngay kể cả câu chuyện về lũ lụt ở miền Trung, về việc phá tài nguyên môi trường, phá rừng, phá gỗ và câu chuyện xả lũ, những vấn đề về thủy điện là những gì mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được hậu quả qua cơn lụt lịch sử vừa qua. Và giờ đây cứ mỗi lần mưa đến, bão về là Việt Nam lại tiếp tục ngập trong lụt mà nguyên nhân đến từ việc xả lũ bất ngờ của các thủy điện. Từ thủy điện to tới thủy điện nhỏ, mỗi nơi xây dựng là mỗi nơi phá rừng. Và như thế, rừng ngay kể cả trên đại ngàn Tây Nguyên vẫn tiếp tục trọc đi. Những câu chất vấn của nữ đại biểu Quốc hội từ tỉnh Gia Lai này làm cho rất nhiều người dân Việt Nam, ngay kể cả là những người không sinh sống tại đại ngàn Tây Nguyên, có thể hiểu được ra rằng vấn đề quan trọng đối với người dân đó là giữ được một hệ sinh thái, được một môi trường vốn là nơi sinh sống của một cộng đồng dân cư đông đúc của các dân tộc thiểu số. Mà giờ đây với công cuộc khai hoang, khai phá và làm kinh tế mới của chính phủ đã làm cho vùng đất này trở thành một sa mạc và đang ngày càng hóa dần sa mạc,
ngay kể cả những thành phố quanh năm nổi tiếng là mát mẻ, khí hậu còn giống như Paris của châu Á là Đà Lạt, nay cũng đã phải sử dụng điều hòa và thời tiết đã thay đổi, biến đổi. Để rồi như chất vấn của nữ đại biểu quốc hội, Kershaw Hubbard nói rằng, chẳng lẽ pin đó dùng để nướng bò một nắng? Và kính thưa quý khán thính giả, vâng, kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi gửi tới quý khán thính giả một phần liên quan tới những câu phát biểu và những lời chất vấn của nữ đại biểu từ tỉnh Gia Lai để chúng ta cùng suy gẫm về thực tại của đất nước. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của VOTV. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình bình luận tiếp theo của chúng tôi.